Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu xe 3 bánh bao gồm hai bánh trước, hệ thống treo này. Bánh xe này là bánh đẹp nữa, tuy nhiên khách hàng có thể lắp lại bánh nhiều loại khác nhau được. Đây là chi tiết của một cái hệ thống treo này, giảm xóc này, Meyer này. Con này là sử dụng 4 ốc này. 4 ốc chuyên cho các loại bánh 4 ốc nhé. 4 ốc tim 710. Dây dầu, phanh dầu hai bánh này. Vi đông này. Loại này thì bắt khung chờ ra đây rồi này. Đấy, bắt khung chờ ở đây các bạn sẽ hàn với cái khung xe của các bạn nhé. Khách hàng mua cái loại này về hàn vào đây. Kết nối vào xe của mình. Vi đông có sẵn. Vi đông này thì khách hàng có thể mua hoặc không mua tùy thích. Đấy, có tay thắng dầu và tay thắng bên phải. Có khóa chống trôi luôn nhé. Sau đây thì sẽ là một số cái kích thước. Kích thước giữa hai cái bánh này. Đấy. Giữa phần mép bánh bên này bắt sang bên này là 66 cm. 66 cm thì khi các bạn lắp bánh lên thì nó sẽ rơi khoảng 76 cm, là đo phủ bì bánh nhé. Đấy. Còn chiều cao từ tim bánh lên đến ghi đông này là 70 cm này. Chiều cao từ tim bánh lên ghi đông là 70 cm nhé. Cái bộ này thì bên em sẽ, đây là bộ lắp ráp sẵn, còn khi khách hàng mua thì sẽ có phụ tùng đi kèm theo thôi. Thì bên em sẽ hướng dẫn lắp ráp cho khách hàng. Đấy, lần lượt thì như chi tiết như hình. Ghi đông thì sẽ được bắt kẹp ghi đông như thế này, bắt xuyên dưới như này. Đây là phần kẹp ghi đông. Phần trụ đỡ cổ lái thì đây. Ở trong phần này nó sẽ có một cái ống sắt để cho các bạn siết căng. Khi các bạn siết căng con ốc đây, các bạn nhìn cái miếng sắt này. Đấy, khi các bạn siết căng ấy, thì nó không bị bó cứng đến cái bốt lái này. Bốt lái này vẫn nhẹ nhàng nhá. Phần trụ dưới sẽ được đỡ bằng một cái cọc dưới này, để chúng ta giữ trụ dưới xoay này. Đấy, ốc chống trôi này. Phần Meyer thì sẽ lắp như sau. Đây, cái phần lệch này thì cái phần ngắn này ở phía dưới này, cái phần dài này là ở phía trên này, hoặc là đơn giản nhất là mình nhìn cái con ốc bịt này là ở phía trên này, con EQ vặn thì sẽ ở phía dưới. Đấy. Chữ A như này, giảm xóc bắt luôn như này. Đây. Còn đối với phần củ phanh dầu thì củ dầu sẽ nằm ở phía đằng trước. Ốc xả hơi là phía bên trên. Ốc xả e. Đấy, Meyer đĩa bắt. Còn củ phanh dầu thì chúng ta sẽ lắp củ phanh dầu vào đây. Sau khi căn chỉnh thì chúng ta cho giữa cái tổng, giữa cái củ phanh và cái tai bắt này, mình cho một con lông đen ở đây. Sau đó là hai con lông đen ngoài. Hai con đen lông ngoài này thực tế là để cho nó đỡ cái dây con ốc dầu nó tì vào đĩa phanh này thôi. Đấy, cái này bên em cũng mới bắt gá chứ chưa có bắt chặt. Đấy, quy trình là như vậy. Đây là thanh giằng lái này. Thanh giằng lái đây. Thanh giằng lái thì sẽ được bắt quặp xuống như thế này. Sau khi lắp đặt xong thì chúng ta siết tất cả các loại ốc vào thật chặt. Các khớp lái siết chặt vào. Đây, như cái củ phanh này là bên em đã siết ốc rồi này. Đấy.
đặt một cái lăng đen vào giữa này. Cái mục đích ấy là khi các bạn lắp cái củ phanh này thì lưu ý ấy, là cái phần củ cái má mà cái miếng đỡ này nó nằm trên cái củ này, nó phải sát cái đĩa này, càng sát càng tốt. Đấy, chứ nếu cái đĩa là cái củ này mà xa cái đĩa ấy, sau này má nó mòn một thời gian ấy, nó sẽ rơi má ra ngoài. Cái này thì các bạn nào tự nghiên cứu nguyên lý. Còn đây này em biết rồi thì em cứ hướng dẫn cho các bác làm cho nó đỡ hỏng hóc. Đấy, như thế. Khi hết ấy, cái piston này sẽ đẩy má dần ra ngoài. Nếu như các bạn làm cái khoảng này nó xa quá, khi má nó mòn dần đi, nó đẩy ra đến cái khoảng hở này là nó rơi cái má ra ngoài luôn, mất má phanh luôn. Cho nên cái này càng sát càng tốt. Đấy, về cơ bản là như thế thôi. Đấy là những cái lưu ý nhỏ khi mà lắp đặt. Bộ này thì là bộ bắt 4 ốc các bạn nhé. Meyer 4 ốc. Các bạn xem video này nhớ bấm chuông đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Tí nữa em sẽ lắp ráp và em gửi thêm phần hoàn chỉnh cho các bạn xem thêm.